chức năng mà bấm tìm xe hiện tại bây giờ là không có. Ừ, là không có. Dạ vâng. Pin Thế là là thay chỉ pin còn mới, thay pin mới rồi. anh thấy pin mới rồi. Con ấy có chìa sơ cua không? Có hai chị ở đều được, nắp vào cũng đều như nhau hết, không À được. 2 giờ như nhau hết. Ừ. Dạ vâng, anh hỏi người ta xem có cái mã mở mã ID không? Có đây, hôm qua Anh anh vừa gửi cho cái mã. mở khẩn cấp thử chưa? Anh mở khẩn cấp thử rồi không được, tức là giữ chặt tay nút đề phút đồng hồ nó cũng không báo gì luôn. À, nếu mà trong trường hợp mà mở không cất cũng được là do hỏng lỗi con SCU rồi anh ạ. Nếu mà trong trường hợp mà Ừ. đo nguồn và mát cấp vào trong chân con SCU đầy đủ có hết đúng không? Ừ, Bây giờ anh như này để nói kiểm tra một cách chắc chắn nhất. có khả năng mất đi rồi, bởi vì từ ngày nó tai nạn rồi một thời gian không bắt đầu nó bị hiện tượng này liên tục cơ. À dạ vâng. Ừ, thế nào là hỏi hỏi một tí nữa này, Dạ. cái lúm khóa đấy anh cấp dương cái dây lúm này, này dây Vâng. dây dây từ này, Vâng. thế nào là anh cấp 12V với lại mát vào cho nó, mà cái lúm này nó cũng không bảo sao này. Nhưng mà thỉnh thoảng đấy cái này nó luôn không cọc 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 cọc, À. tức là rơ ne nó hết liên tục nhưng cũng không mở được. Con chốt từ đấy thì để nó làm việc chỉ cần cấp dương và cấp mát vào nó mở được thôi. Nếu mà trong trường Cũng hợp không nó bị được. cả trên đấy nó thì phải kiểm tra cả con ổ khóa, tại sao vậy, nó kẹt chốt từ đấy, có thể cái ổ khóa anh tháo hẳn rồi anh kiểm tra được mà, cái chốt từ cũng được mà. Ừ. Thế là cái nghi, anh nghi cũng khả năng cái số từ là bị rồi. Bởi vì thỉnh thoảng nhá, nó cứ rơ ne nó nhảy liên tục cục cơ. À Cục 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 ở đây cơ. à, nếu mà Anh đang đeo tai nghe mà. bây giờ như này có nghĩa là khi mà anh rút cái dắt đồng hồ ra là đo được Ừ. 12V tại vị trí chân SU, Ừ. 12V7. Ừ, tức là À, bằng giá trị điện ắc quy. rồi nhưng mà khi anh cắm lại là nó lại Đây anh cắm. có 2,4 V. Anh cắm. Ừ, 2,4V. Đây là À, anh đang cắm đồng hồ vào đó đấy. nhưng mà trước đó Đồng hồ. khi mà em chưa bảo anh rút cái rắc ra là hôm trước anh đo là nó được 12V đúng Ừ, vẫn là 12V. không? Ừ, vẫn được 12V. Bây giờ anh rút đồng hồ ra, anh rút lại cho em nhìn phát nữa nào. Ok. Rồi đây rắc đồng hồ anh rút ra rồi. Rồi anh đo lại đi. Đang Anh đo đo đồng hồ chân này. đồng hồ luôn nhé. Vẫn 12V63 này. Rồi 2,4,3. Bây giờ anh lấy cái bóng đo tải anh đo cho em lại phát nữa cho chắc ăn nào. Xem là nó sáng chưa, anh là do dây hay do đồng hồ. Anh cứ kẹp cái Đây bóng này nhá. ra mát xong là ghi nó chắc chắn lại. Đây là bóng đèn này. Dạ vâng. Bây giờ anh sẽ dí vào chân Hồng sọc đen, hồng sọc đen. hồng sọc đen lên đồng hồ này, Vâng, ghi chắc chắn vào không ấy. sáng này, chắc chắn rồi không sáng này. Sáng à? Bây giờ dí xuống trên SCU xem À, ghi chân SU xem nào. Sau chế kim nào, dí băng không vào anh sáng cắm này, cho chắc. không sáng, Không sáng, đúng dây hồng sọc đen chưa? Đúng chân số 1 đấy. đúng À, rồi, chân số 1 chân chính xác rồi, 2 em không nhớ chính xác. chân thứ hai. À, không sáng đúng không? Ừ, không sáng. Thì thôi bây giờ như này đi, anh đo tại đít cầu Không sáng. chì của cái dân ra đấy, Ừ. xem bóng có sáng không, đo hoặc là đo tại cầu chì ra ấy. À, đo cầu thì ra thì vẫn sáng. Vẫn sáng ở đo 2 vế đều sáng đúng không? Hai vé đều sáng, một vé vừa đo mà. À, thế tôi gọi nếu mà trong trường hợp bây giờ như này, nếu 2 vế cùng sáng Đây, thì tí hai nữa vé anh sáng thử này. câu, anh thử lấy hẳn một cái đoạn dây điện anh câu từ đít cầu chì vào chân dây màu hồng sọc đen xong anh thử lại. Đấy, biết cầu gì đấy. Rồi ok anh, đúng chân vị trí chân 10 cầu chì 10A rồi, đúng bạch 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 đúng không? Đúng rồi, bánh úp. Dạ vâng, bây giờ như này nếu Nhắc. được rồi. Ừ, được. Anh thử đi. Anh nhấc hẳn cái cầu chì ra, anh câu trích hẳn một cái đoạn dây, anh câu cái dây màu một đoạn dây điện. Ừ. Anh câu Câu vào vào chân vị trí trong chân cái dây SU ấy xong anh đo lại xem bóng tại vị trí dân rắc nó có sáng chưa. Em sợ cái dây Ok. nó đoạn mạch. Ừ. Bị như này nó phạt anh là đúng rồi. Thế bỏ đo cái lúc được lúc không đi. Ờ, nó lúc có nó không. Để bây giờ Đây bây để giờ khẳng anh định nào, sẽ xem là do bị chập đồng hồ hay là do hỏng cái dây. ừ rồi sáng này này. Rồi anh cắm lại rác đồng hồ đi, cắm lại rác đồng hồ đi.
cứ để nguyên điện anh nhá. Rồi anh cứ để nguyên luôn, cắm rồi. Rồi anh cắm đồng hồ xong anh đo tại vị trí chân SU xem điện bây giờ nó còn sụt áp không. Ừ. Được rồi này. Được rồi, bây giờ vẫn 12V. Bây giờ anh đo lại bóng có tải phát ra nào. Anh lấy cái bóng vừa đấy anh đo phát ra có sáng không? Nó sáng rồi là coi như là giải quyết được xong cái mạch dây đấy. Thì loại trừ được cái đồng hồ ra, đồng hồ không bị chập. Không sáng em ạ. Bây giờ như này nhá, bây giờ có nghĩa là anh đã câu trực tiếp điện vào đến đấy rồi. Ừ. Bây giờ anh dí hẳn cái bóng đấy vào cái đuôi cái dây vừa anh ấy, anh nối điện vào đấy xem sáng không? Ừ, đây đây. Sáng. Sáng thì bây giờ khả năng nó bị từ đoạn đấy vào cái rắc đấy, anh kiểm tra lại xem là cái đoạn rắc đấy dây một là ra chỗ đấy anh cắm chặt chưa. Nếu mà cắm chặt rồi ấy thì nó sẽ bị từ đoạn. À rồi, sáng rồi. Thế đấy được rồi. Sáng rồi, sáng rồi. Thì bây giờ như này anh lại bỏ hẳn cái dây vừa anh câu vào đấy, anh thử lại bóng lần nữa xem có sáng không. Bỏ hẳn cái dây vừa câu vào cái đoạn đấy đấy. Bỏ ra. Thế là bỏ giữa quy ra. Ờ. Rồi anh đo lại xem bóng có sáng không. Không sáng em ạ. Dạ vâng, nếu mà trong giờ mà không sáng thì dây ấy của anh nó đang đoạn mạch rồi thì anh có thể là câu trực tiếp sau cầu chì vào đấy. Thế là đồng hồ nó không bị vỉ. Vâng, tại vì vừa như em làm như thế để mình loại trừ xem có phải đồng hồ chạm chập không, tại vì mình cắm rồi nhưng mà bóng cắm trong rắc đồng hồ vào bóng vẫn sáng đấy. Thì chứng tỏ đồng hồ mình không chạm, nếu mà chạm nó sẽ bị tiêu điện ngay. Thì bóng nó sẽ không lên được. Ừ. Dạ vâng. Thì bây giờ thì tí anh câu bằng dao câu vào cái dây màu hồng sọc đen ấy, sọc tại đít cầu chì ra, tí nhất hẳn mình cầu chì ra câu đoạn dây dưới đấy vào cái dây vị trí dây đấy là được. Ok. Dạ vâng, thì anh cứ kiểm tra anh cứ làm cho nó ngon lành đi xem mà em kiểm tra anh kia chắc chắn một lần nữa chiều em gửi về cho em địa chỉ nhá. Ok. Lúc nào còn được thì anh gửi địa chỉ nhá. Dạ vâng.